Xưởng đồ gỗ Khảm Ốc trân trọng xin kính chào các bác và các anh chị. Đây là một chiếc điều ống bằng chất liệu gỗ chắc ta nguyên khối rất quý và rất giá trị ở trên thị trường hiện nay, và được chúng em khảm bằng nguyên liệu ốc đỏ lửa vàng chanh xanh hoa lý, cực kỳ quý hiếm ạ. Ốc nhìn chính diện có màu đỏ và nhìn nghiêng có màu xanh hoa lý. Ốc chuyển màu theo góc nhìn của ánh sáng. Những con ốc biển có màu sắc đậm màu như thế này, sáng bóng đẹp như thế này được ví như ngọc của biển và được chúng em gom từ rất nhiều mẻ ốc được xẻ ra. Nguyên liệu ốc được chúng em cưa cắt và đục tỉa rất tinh xảo, sắc nét và có hồn. Bình thường đục gắn ở trên một nền gỗ phẳng đã rất khó, nhưng đây là đục gắn ở trên một khối hình trụ có đường cong như thế này thì đòi hỏi người thợ và người nghệ nhân phải có kỹ thuật tay nghề rất giỏi ở một tầng đẳng cấp thì mới có thể làm được một cái tác phẩm nghệ thuật giá trị như thế này ạ. Đây là điển tích rất nổi tiếng, điển tích Ngũ Tử Đăng Khoa. Trong gia đình có 5 người con đều đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi hương và được vua Tự Đức ban cho danh hiệu cao quý nhất Ngũ Tử Đăng Khoa. Đây là một cái sản phẩm rất tâm huyết của xưởng đồ gỗ Khảm Ốc Trang Trọng, được những người thợ, những người nghệ nhân giỏi nhiều năm kinh nghiệm chế tác, tạo thành một cái tác phẩm tinh hoa của làng nghề. Xin được gieo duyên và phục vụ đến các bác và các anh chị. Cảm ơn các bác và các anh chị đã quan tâm, yêu thích những cái sản phẩm của đồ gỗ Khảm Ốc Trang Trọng.